Quản lý thị trường và công an tỉnh Phú Yên đang xử lý theo quy định của pháp luật vụ vận chuyển qua địa bàn hàng trăm thùng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ, nhãn mác và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Vụ vận chuyển này được phát hiện tại cửa hàng xăng dầu Chop Chai, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa trên một xe ô tô tải do tài xế Cao Văn Phát, sinh năm 1980, trú tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các mặt hàng có hóa đơn chứng từ được ngụy trang ở bên ngoài để che đậy cho hàng trăm thùng bánh kẹo bên trong không có hóa đơn chứng từ, nhãn mát, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, không đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam. Tại cơ quan chức năng, lái xe khai nhận được thuê chở hàng từ tỉnh Lào Cai về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.